Được không đó? Tiếp tục. Thôi vậy bạch trai, bạch trai. Thôi vậy bạch trai, bạch trai. Rồi. Rồi, quay vậy bạch trai. Rồi. Đập cái nữa. Rồi, chúc mừng em mất 50. Hướng về bên trai mà không chịu. Anh cho sử dụng cơm rồi mới làm được. Tại sợ trễ giờ Thư á. Sử dụng cơm thì chèo mới chơi nữa hả? Dạ, chèo nữa, nhạc sống nữa. Sử dụng cơm rồi mới làm nữa. Cái cây cột đó là ai lên cái cột á, được tiền ai leo lên cái cột đó đó. Chút nữa đi. Dạ, tại sử dụng cơm rồi mới làm được. Bữa nay thì ngày Tết của dân tộc Khmer các bạn. Thì bữa nay cũng là ngày cuối rồi. Thì ngày cuối lại càng đông hơn những ngày thường nha các bạn. Quá trời luôn rồi. Trời chơi quá trời luôn rồi các bạn ơi. Sao vậy? Làm lại hả? Rồi, thẳng tới luôn. Tiếp tục. Thôi vậy bạch trai, bạch trai. Thôi vậy bạch trai, bạch trai. Rồi. Chúc mừng em gái được 50k. Rồi thêm một em gái xinh đẹp. Ngâm cho kỹ nha. Hỏi xuống mày. Một vòng, hai vòng. Rồi. Thẳng tới luôn. Tới nữa. Rồi, tới nữa. Tới nữa. Rồi, quất. Quất. Nghiêng về bên trái. Quất. Rồi. Rồi, tiếp tục là một em gái xinh đẹp đó nha. Rồi, quay 3 vòng, 2 vòng chứ. Rồi. Tiếp tục. Tới luôn. Hướng về bên trái, quay về bên trái. Rồi, quay về bên trái. Rồi. Đập cái nữa. Rồi, chúc mừng em mất 50. Hướng về bên trái mà không chịu.
Rồi trò chơi kết thúc nghe cả nhà, là bữa nay khang tiếng luôn. Chèo nữa, nhạc sống nữa, sư dùng cơm rồi mới làm nữa. Cái cột đó là ai làm cái cột á, được tiền ai leo lên cái cột đó đó. Chút nữa đi. Dạ, tại sư dùng cơm rồi mới làm được. Dạ là chương trình là leo cây, là ở dưới này thì leo lên tới đó là được 1 triệu nha các bạn. Mở trên thì có phần chay nhớt nha, không biết sao leo được nè.
Đấy không rồi. Không thành công các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mấy em nó bà kế là trồng cái bao để cho có độ bớt độ trơn các bạn. Để leo lên nè. Trơn tổ cái trơn à. Thì không thể nào leo được các bạn, nên giờ lên lấy tiền xuống luôn chứ giờ không ai có thể leo được trên này. Rồi cho thấp xuống luôn. Cho hạ thấp xuống. Bởi vì cái khả năng leo tới trên là không thể nào leo nổi các bạn. Đó. Bây giờ cho sắp xuống thấp xuống chút nữa. Đó. Thank you.
Bữa nay là ngày Tết Khmer các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.